Lãnh địa tại mạc thế chương 1089, cao vị hư không. Berlin và hai tên khác, yếu nhất cũng là cường giả đỉnh phong, nhưng lại chết một cách nhẹn khuất. Đầu tiên, bọn chúng bị những chiến sĩ của quân đoàn phòng thủ làm mục tiêu để làm kinh nghiệm. Sau đó, bị một bàn tay bóp chết. Trong một cuộc chiến bình thường, đường vũ cũng không có sử dụng thánh khí, không cần thần thông. Vì thế, anh có thể không đánh bại bất kỳ người nào trong số bọn họ, nhưng hiện tại anh có thể bóp chết bọn chúng chỉ với một tay đây chính là định mệnh đây chính là mệnh rồi bởi vì đường vũ không muốn để cho đối phương sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để trốn thoát anh mạnh mẽ bóp chết là được rồi nhưng lực lượng anh vẫn khống chế đầy đủ anh không muốn những trang bị và những không gian của đối phương bị bóp nát trang bị dùng để trữ vật là một vật phẩm hình hộp màu đen nó cũng chỉ to bằng cái hộp diêm và được đeo ở trên cổ giống như sợi dây chuyền. Đường vũ cầm nó ở trên tay, cảm giác thứ này cũng không phải là trang bị lưu trữ bình thường. Ngoài ra còn có những cấm chế ở trên đó, còn có những chữ rung vô cùng phức tạp. Ngay cả bậc thầy rung như đường vũ xem xong cũng không thể nào hiểu nổi. Anh nhìn chăm chú nó trong khoảng 3 phút. Nhìn chăm chú. Mục tiêu, tính vật của luân hồi điện. Phân tích, dịch chuyển đến luân hồi điện, tiếp nhận, phá giới giáng lâm, ghi chép tin tức nhiệm vụ, tước bỏ bản nguyên thế giới để làm vật phẩm. Ẩn chứa một dấu ấn chí bảo bản nguyên. Thật không thể ngờ tới, dưới sự phân tích của con mắt tinh tường còn có thể bị đánh ba cái dấu chấm. Đường vũ há to miệng. Thứ đó có che hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Nếu ai có cái đầu suy nghĩ thì cũng có thể đoán được, kiện chí bảo kia chắc là của luân hồi điện. Tuy nhiên, cái trước nói luân hồi điện là một thế lực, nhưng cái sau lại bảo nó lại là chí bảo. Lực lượng của nó liên quan đến chư thiên vạn giới. Bất kỳ thứ gì có liên quan đến nó đều sẽ bị xóa đi, có lẽ như vậy đi. Chức năng lưu trữ của nó thì không hề quan trọng. Tính vật hình vuông đó có tới ba cái, trong đó thì một cái có đường vân trong có vẻ bắt mắt hơn. Chắc cái này có đẳng cấp cao hơn và thuộc về tên đội trưởng Luân Hồi Điện. Đường Vũ cũng không có cách nào phân tích ra thêm tin tức, nhưng anh cũng không dám dùng bạo lực để phá vỡ cấm chế, không phải anh sợ nguy hiểm, mặc dù có tia ấn ký, nhưng đó cũng chẳng qua dấu ấn mà thôi. Bất kể một món chí bảo có uy lực như thế nào thì tiểu đội Luân Hồi Điện cũng không thể nào dễ dàng bị bóp nát chứ. Trong trường hợp gặp phải chuyện gì thì cứ tìm hệ thống. Đường Vũ đã bỏ tính vật Luân Hồi Điện vào bên trong viện nghiên cứu để phân tích. Quả nhiên, nó không nằm ngoài dự đoán của anh, những gì con mắt tinh tường có thể phân tích, nhưng đối với viện nghiên cứu thì nó chi tiết hơn một chút. Liên hệ giữa tính vật và trí bảo bị chặt đứt, cấm chế trữ vật cũng bị phá vỡ. Tuy nhiên, gia tài của đám luân hồi điện này chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả, nghèo. Những thứ gì mà viện nghiên cứu cũng không thể phân tích được, vẫn như cũ dùng mật mã ghi lại. Giữ thì vô ích mà bỏ đi thì lại hơi tiếc. Diên dông đem tính vật của luân hồi điện kết hợp với kiến trúc cổng dịch chuyển có thể tạo ra những thay đổi không thể biết trước sau khi phân tích những ký tự dày đặc một dòng chữ báo hiệu bắt đầu nhảy ra bạn không thể nào giải thích một cách rõ ràng hơn sao đường vũ nhíu mày ở trên đảo nổi có không ít cổng dịch chuyển đường vũ tìm tới một cái đã lâu không có dùng qua và được chôn ở bên dưới một tầng lá rụng và tro bụi anh liền phất tay một cái thì lá rụng và lớp các bụi kia liền thổi bay cổng dịch chuyển đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mợ, mình giống như thằng ngốc khi để nó ở trên mặt đất. Nhìn thấy khối hình vuông màu đen ở trên đài không có bất kỳ phản ứng nào. Đường vũ nhanh chóng cầm nó lên và dời đến bên cạnh cây cột trên đài. Cây cột cũng là một bản điều khiển, nhưng chỉ khi nào anh cấp quyền thì người đó mới sử dụng được. Anh chạm vào nó, ở cây cột trụ cách mặt đất khoảng 3 bậc thang. Một tia sáng bao quanh khối hình vuông và thu nhỏ vào bên trong. Nó giống như một khối được đẩy vào bên trong cái hốc tối. Khối hình vuông màu đen liền để ở chỗ này. Ngay sau đó, màn hình điều khiển ở trên cây cục bùng nổ thành các ký tự kỳ lạ. Thậm chí, cái này so với những ký tự do con mắt tinh tường nhìn thấy còn loạn hơn. Tiếng cảnh báo liên tục vang lên không ngừng. Đường Vũ lo lắng không biết cái cổng dịch chuyển này về sau có bị hỏng hay không. May mắn là anh đã có dự liệu từ trước, chân anh nhanh chóng lùi lại về phía sau tin nó giống như màn hình khi khởi động máy vi tính một loạt gợn nước và màn hình điều khiển hiển thị cập nhật thành công đã bật tính năng mới tìm kiếm thủ công cổng dịch chuyển đã có chức năng tìm kiếm tự động thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thêm một thế giới kỳ lạ ở trong danh sách dịch chuyển ở bên ngoài hiệu suất cũng không hề cao dưới tình huống đầu tư nguyên tinh không ngừng tìm kiếm cái này phải mất hơn 10 ngày mới có thể phát hiện ra một hành tinh mới có thể là một thế giới cằn cỗi với tài nguyên ít ỏi. Có thể là một thế giới thu nhỏ với diện tích nhỏ hơn một tỉnh. Nó cũng có thể là một thế giới đổ nát đã từng bị bộ tộc ma quỷ xâm chiếm ra. Thế giới thực sự có giá trị thì rất ít. Trước mắt, cổng dịch chuyển có thể tìm ra thế giới có giá trị nhất vẫn là lục địa Enono đã bị phá hủy từ lâu, sơn hải đại thế giới thì không tính là tìm ra. Tuy nhiên, từ tìm kiếm tự động biến thành phương pháp tự tìm kiếm. Anh cảm thấy cái này giống như một sự thoái hóa vậy. Đường Vũ quyết định thử một lần, lúc này anh gọi phân thân công cụ đứng ở trên cổng dịch chuyển. Tìm kiếm thủ công cũng là dịch chuyển bình thường. Một ánh sáng mờ nhạt bao phủ phân thân và biến mất. Anh thay đổi góc nhìn, hiện ra trước mắt anh chính là một mảnh hư không ảm đạm và không gian loạn lưu này có phần giống, thỉnh thoảng còn có yên diệt chi phong thổi qua. Cao vị hư không. Khi thay đổi góc nhìn, anh có thể nhìn thấy một bong bóng khổng lồ đầy màu sắc. Ngay sau đó, Đường Vũ liền hiểu rõ, quả bong bóng khổng lồ kia chính là đại biểu cho trái đất. Xung quanh quả bong bóng khổng lồ kia còn có từng viên bong bóng nhỏ như sỏi, đó là những bí cảnh dựa vào trái đất để tồn tại. Phân thân chạm vào một trong những bong bóng nhỏ đó. Ngay sau đó, anh liền xuất hiện ở một khu vực bí mật, nơi này chỉ có một vài tòa cung điện đã đổ nát, không ít người Âu Mỹ tóc vàng mắt xanh đang thăm dò đường vũ đã sử dụng lực lượng không gian để che khuất bản thân để không có người nào chú ý tới anh nhìn lên hả bí cảnh không gian không hề bao vây được anh anh có thể phá vỡ kết giới này và tiến vào bí cảnh ở bên ngoài hư không hỗn loạn mà anh còn có thể tìm được một số điểm liên kết để tiến vào trái đất tuy nhiên cao vị hư không thì anh không thể nào quay trở về được nó có thể được xem như một vi diện thay thế anh có thể đến bất kỳ hành tinh nào và cũng có thể đến bất kỳ vi diện nào tuy nhiên nó không phải là vi diện thật sự của thế giới nó càng trông giống như một trạm trung chuyển nhưng khoảng cách so với hiện thực đã thu nhỏ vô số lần trình độ không gian của đường vũ còn chưa thể nào tự do xuyên qua cao vị hư không nghe nói người nắm giữ pháp tắc không gian xuyên không có thể làm được cổng dịch chuyển này có thể đưa mình tới cao vị hư không anh đã hiểu rõ dụng ý của cái này đó thực sự là một cái tìm kiếm thủ công và không thể nào thủ công hơn nữa quay trở về thành phố dịch chuyển một lần nữa trở lại cao vị hư không đường vũ nhìn về phương xa từng quả bóng đầy đủ màu sắc như những vì sao tinh tú trải rộng ở khắp nơi sự khác biệt giữa những quả bóng đầy màu sắc chính là phát tắc thế giới đã được hoàn thiện những quả bóng màu đen xám khác thì đó là những thế giới đã bị hủy diệt hoặc những thế giới hoang vu có thể phân thân nhanh chóng bay vào chỗ sâu hư không. Tốc độ rất nhanh, hư không giống như cảnh quan thiên nhiên cứ thế mà vút qua như một cái bóng. Phiêu Một luồng khí màu xám quét qua, phân thân đông cứng ở trong hư không. Sau đó, phân thân của hắn đã bị hủy diệt. Màn hình màu đen Bản thể đường vũ ở bên cạnh cổng dịch chuyển trầm ngâm suy nghĩ. Cao vị hư không thật sự nguy hiểm đúng như những gì mình dự kiến. Cao duy thượng giới, một phương nguyên khí mờ mịt khắp nơi đều là kho báu và bản nguyên vô biên vô tận lấy bốn chủng tộc là linh tộc nhân tộc thú tộc yêu tộc cầm đầu hàng chục bộ tộc lớn và hàng chục nghìn chủng tộc bình thường với cơ sở khổng lồ tài nguyên phong phú tri thức và công nghệ tích lũy từ đời này sang đời khác tri thức và kỹ thuật công nghệ cũng không ngừng phát triển cao duy thượng giới có không ít thánh nhân ở chỗ này tuy nhiên cao duy thượng giới quá lớn có tới 99 đại vực. Mỗi một đại vực lại chia thành vô số khu vực nhỏ. Một số khu vực nhỏ lại có rất nhiều hoàng triều và đế quốc có lãnh thổ rộng lớn. Nếu muốn nhìn thấy thánh nhân ở trong truyền thuyết thì bạn quá may mắn rồi. Nhiều người đã không thể nhìn thấy các vị thánh nhân trong hàng nghìn năm qua. Nguyên Linh vực, Lan Thương thủy vực. Thành phố Thiên Lang. Thành phố cổ này không thuộc về bất kỳ quốc gia hay tông môn nào mà nó lệ thuộc trực tiếp nguyên linh vực và được quản lý bởi thế lực lớn nhất chính là nguyên linh thiên giới. Đồng thời, đây cũng chính là thành phố tiếp dẫn duy nhất ở Lan Thương Thủy Vực. Hàng năm, các học viên đến từ hạ giới được dẫn đến cao duy thượng giới. Vũ trụ là vô biên, không hề có sự phân biệt trên hay dưới. Tuy nhiên, tài nguyên hành tinh luôn có hạn, vi diện bình thường còn có sự hạn chế của thế giới. Một số cường giả sau khi đạt đến cực hạn thế giới về sau, khó mà đột phá được. coi là một cường giả của một tòa vi diện đẳng cấp cao và hắn được có sức chiến đấu của cường giả vô địch. Vi diện này cùng cấp bậc với Sơn Hải Đại Thế Giới, nếu so với số lượng siêu phàm cấp 3 thì nhiều hơn. Tuy nhiên, điểm khác biệt là nơi này không hề có ngụy thánh. Vi diện này đều phụ thuộc vào cao duy thượng giới bên phía nhân loại. Nhân loại ở trên thượng giới đã truyền lại nhiều phương pháp tu luyện, bí thuật, những thiên tài kiệt xuất đều được đưa tới cao duy thượng giới bọn họ đều được tiếp dẫn chứ không phải phi thăng lên tới đây vũ trụ không hề có quy tắc phi thăng nhưng có cường giả thánh nhân đã thiết lập tương tự quy tắc chỉ cần có người đáp ứng sàng lọc điều kiện liền có thể đi theo con đường này đi thẳng tới thượng giới mặt khác nếu cường giả bản địa của vi diện bình thường đã đạt tới cực hạn ngay cả đánh vỡ hư không cũng chỉ có thể tiến vào hư không hỗn loạn thật khó để tìm thấy một thế giới mới và khó khăn lắm mới có thể tìm thấy một thế giới cao cấp hơn quả nhiên là cao duy thượng giới co đứng ở trong hồ tiếp dẫn của thành phố thiên lan hắn hít một hơi thật sâu cảm giác mỗi cái tế bào đều đang run rẩy nếu như mình sinh ra ở chỗ này chỉ cần không đến một nghìn năm thì mình đã có thể đạt được cảnh giới và thực lực như bây giờ trên mặt hắn đều tràn đầy sự vui mừng và chấn động những thiên tài kiệt xuất khác đều từ hạ giới phi thăng lên đây bọn họ cũng đều có biểu hiện như thế. Go siết chặt nắm đấm, cốt lắm, trước tiên mình cần phải đặt ra mục tiêu nhỏ. Đó chính là đột phá thánh nhân. Bản thân là một cường giả vô địch thế giới, tiến thêm một bước chính là thánh nhân. Nghe được tuyên bố này, những thiên tài kiệt xuất của nhân loại thông qua con đường tiếp dẫn ở trong ao mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hai mắt của họ đều sáng lên. Chỉ là bọn họ muốn so tài, ai có thể đột phá tới thánh nhân. Phốt, một tên thị vệ mặc bộ áo giáp vàng đóng quân ở bên trong ao tiếp dẫn, lúc này liền cười thành tiếng. Go lường qua. Tên hộ vệ mặc bộ áo giáp vàng đột nhiên bộc phát khí thế, giống như có trồng ngâm hổ gầm. Đều là siêu phàm cấp 3 vô địch, nhưng trực giác của Go cho biết tên hộ vệ mặc bộ áo giáp vàng ở trước mắt mạnh hơn hắn rất nhiều. Một tên hộ vệ khác thì lắc đầu, đừng trêu chọc người mới nữa. Ta chỉ muốn để cho bọn hắn biết rõ hiện thực mà thôi. Hắn nói, Kiệt xuất sao? Ai chẳng phải là nhân tài kiệt xuất? Thế giới cao đẳng phi thăng lên đây, ít nhất đều là siêu phàm đỉnh phong. Số lượng hàng năm cũng không hề ít, nhưng có bao nhiêu người sẽ đột phá tới thánh nhân và bất tử cùng với thiên địa. Hắn thở dài nói, để ta nói cho các ngươi biết đi, chúng ta đã từng là những người ở hạ giới phi thăng lên đây. Chúng ta cũng từng là siêu phàm cấp 3 vô địch, nhưng đã 15.000 năm qua, chúng ta vẫn chỉ là những tên siêu phàm cấp 3 vô địch cơ hội đột phá của chúng ta càng lúc càng xa. Toàn bộ thương lan hải vực, mười mấy nghìn năm qua chỉ mới có một người thánh nhân. Hơn nữa, người ta vẫn là người thượng giới, biết bao nhiêu thiên tài kinh diễm đều thất bại ở trước cái bình cảnh kia và chỉ còn lại là một cổ xương khô. Go đã bị sốc và khiếp sợ trước hai vị hộ vệ đang đứng trước mình đã sống mười mấy nghìn năm và hắn cũng bị chấn động khi biết đột phá tới thánh nhân khó khăn tới cỡ nào. Nếu bước qua giai đoạn này có thể bất tử cùng với thiên địa, tỏa sáng với nhật nguyệt. Từ nay về sau có thể sống một cách tiêu giao tự tại và quan sát chúng sinh. Tuy nhiên, những người không vượt qua được sẽ hóa thành những bộ xương khô. Mấy chục nghìn năm sau sẽ không có một người nào nhớ tới bạn. Mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không hề cảm thấy thất vọng. Bản thân là cường giả của hạ giới, ý chí của ai đều không hề kém. Chẳng mấy chốc, các thế lực lớn ở Lang Thương Thủy vực đều đế mời chào, siêu phàm cấp 3 vô địch ở cao duy thượng giới cũng là những cao thủ không hề tồi. Go tản bộ ở khắp nơi, không hề muốn gia nhập thế lực nào, cũng không ai cưỡng cầu. Nhìn thấy siêu phàm cấp 3 vô địch ở chỗ này cũng không phải là quá hiếm. Đột nhiên, Go ngẩng đầu nhìn lên. Không ít cao thủ ở bên hồ tiếp dẫn đều đồng loạt nhìn về nơi xa. Một hình ảnh vĩ đại đứng giữa thiên địa, nhanh chóng biến mất đó là thánh nhân go và những người phi thăng khác đều không nghĩ tới thánh nhân lại hiếm đến như thế tuy nhiên sau khi nghe những lời nói của những người hộ vệ kia bọn họ vô cùng phấn khích khi nhìn thấy thánh nhân vào lúc này những người ở cao duy thượng giới lại càng khó nhìn thấy hơn khoa wow. đời này ta có thể nhìn thấy được thánh nhân vị đại nhân kia có phải là người trấn thủ của lang thương thủy vực chúng ta hay không tại sao tôi cảm thấy vị đại nhân kia có chút hơi vội không thể nào sự tình nào có thể làm cho vị thánh nhân lại sốt ruột tới như thế hầu hết mọi người đều thảo luận sôi nổi nhưng cũng có một số quan chức cấp cao ở nơi này giống như nhớ tới cái gì đó sắc mặt dần trở nên ngưng trọng cao duy thượng giới chỉ ở cấp trung nhưng lại là đại vực có nguồn tài nguyên phong phú nhất ở nơi đây và nó cũng là trung tâm của vi diện trụ sở của mặt trận cao duy liên minh đều được thành lập ở chỗ này năm đó bốn bộ tộc ở nơi này còn có nhiều xích mích và có không ít những trận chiến của các thánh nhân tuy nhiên thế lực của bộ tộc ma quỷ càng lúc càng lớn không thể nào ngăn cản được quân đoàn của bộ tộc ma quỷ kia sau đó mặt trận liên minh cao duy đã thống nhất mấy chục nghìn bộ tộc lại mới miễn cưỡng ngăn cản xu thế tiến công của bộ tộc ma quỷ lúc này tổng bộ chiến tuyến liên minh cao duy không ngừng phát ra cảnh báo những người thức tỉnh bình thường siêu phàm vẫn không hề biết chuyện gì xảy ra tuy nhiên từng vị thánh nhân cảm thấy nghiêm trọng bọn họ cảm giác thấy pháp tắc dần trở nên hỗn loạn trực giác nói cho bọn họ biết sắp có nguy hiểm lớn sắp xảy ra đến rồi một vị thánh nhân của linh tộc liền quát lớn vung tay lên liền có một lớp màng khó có thể nhìn thấy rõ ràng một tên thánh nhân khác của nhân loại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên kết giới đã bị phá vỡ hắn còn chưa kịp ra tay thì ở bên tai liền truyền đến một trận dòng vang từng tia chớp đỏ giáng xuống bị các thánh nhân của các bộ tộc hóa giải tuy nhiên bọn họ không hề có thời gian để gia cố rào cản của vi diện đột nhiên bóng tối giáng lâm và một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở khu vực trung tâm xuất hiện ngay tại trụ sở của liên minh mặt trận thống nhất cao duy ngay sau đó toàn bộ trụ sở sụp đổ rơi vào trong hư không từng tên tinh anh ở trong tổng bộ đều bị thánh nhân thu vào bên trong thế giới nếu không ngay cả siêu phàm cấp 3 ở bên trong hư không đó sẽ bị diệt vong. Linh tộc, nhân loại và những thánh nhân của các chủng tộc khác đều hiện lên sắc mặt khó coi. Có một vị thánh nhân một phát pháp tắt như dòng sông. Tập hợp sức mạnh của hàng trăm triệu sinh linh tới đối kháng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền bị tan rã. Hắn phun máu ra và lui về sau mấy chục nghìn dặm. Vòng xoáy to lớn kia không ngừng mở rộng và khu vực trung tâm của thế giới đang bị thôn vệ. ầm ầm, Thiên băng địa liệt. Một hình bóng có chiều cao vô hạn, khí tức khủng bố, không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung cảnh tượng lúc này, bước vào bên trong. Toàn bộ cao duy thượng giới dường như không thể nào chống đỡ nổi và nó phát ra tiếng ong ong chấn động. Từng tên thánh nhân vĩ đại ở chỗ này, nhìn thấy thân ảnh kia từ bên trong cái hố khổng lồ kia bước ra. Sắc mặt của bọn họ nhanh chóng thay đổi và hoảng sợ. Chúa tể vĩ đại. Sự vĩ đại không phải là tính từ, nhưng bản thân hắn liền đại biểu cho sức mạnh vĩ đại và hắn chính là thần ở trong vùng thiên địa này. Sau đó, khu vực trung tâm rộng lớn và vô tận, vô số nhân loại, linh tộc khi nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của chúa tể vĩ đại liền bị nổ tung. Bất kể người bình thường, người thức tỉnh, siêu phàm cấp 1, cấp 2 hay là cấp 3, chỉ cần nhìn thôi liền đã mất mạng. Một ít siêu phàm cấp 3 vô địch mới không có chết đi, nhưng lại phát ra từng tiếng kêu thảm thiết toàn thân mọc ra từng khối u, những chiếc xúc tu mọc ra từ những làn da nứt nẻ đo. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ liền biến thành những con quái vật không hề có lý trí. Toàn bộ khu vực trung tâm liền biến thành khu vực chết chóc. Một số khu vực ở gần khu vực trung tâm cũng bị ảnh hưởng. Nguyên linh vực cách khu vực trung tâm vô cùng xa xôi, nhìn không hề thấy thân ảnh kia. Tuy nhiên, Go và những người khác cảm thấy trái tim mình đập liên hồi không thôi một loại áp lực không thể nào hiểu thấu bao phủ trong lòng mọi người. ầm 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 Mặt đất dần chấn động, ở trên khu vực trung tâm liền có một tên thánh nhân xuất hiện, cuốn lên sơn hải hà đồ, dẫm lên hủy diệt thần lôi, trong lòng bàn tay liền có ngọn lửa vô tận, ba nghìn nhược thủy từ trên trời rơi xuống, những thánh nhân khác cũng thúc giục thánh khí và bộc phát ra thần thông mạnh nhất của bản thân. Thiên băng Trời sập Đất nước Sao rơi thời không hỗn loạn. Sự thay đổi của pháp tắc Toàn bộ cao duy thượng giới đã không chịu nổi gánh nặng này nữa rồi. Ngay cả khi bạn ở nguyên linh vực, bạn có thể nhìn thấy bầu trời vỡ ra và hiện tượng không ngừng thay đổi ở tốc độ gấp mấy chục nghìn lần. Bùng Bầu trời huyết vũ, thiên địa gào thét, đây là hiện tượng báo hiệu thánh nhân đã chết đi. ầm ầm Cả bầu trời tối sầm lại, vô số thiên tai bộc phát, cả đại lục liền chia thành hai nửa ở giữa chính là một mảnh hư không hỗn độn co chỉ cảm thấy một tiếng nổ và cả người đều mất đi ý thức giống như một hành tinh đã vỡ vụn thành từng mảnh thiên thạch rơi xuống toàn bộ cao duy thượng giới đã vỡ tan tành kèm theo đó là tiếng kêu khóc của vô số sinh linh từ lúc bức màn bóng tối mở ra không thể nào che phủ được nữa trái đất thành phố thâm lam trong lòng đường vũ có chút bồn chồn thiên địa vì ai mà khóc Phiêu. Một quả cầu lửa xuất hiện ở trên lòng bàn tay anh ta, dưới tình huống vận chuyển nguyên lực tương đương, nhưng nó lại lúc sáng lúc tối. Pháp tắc đã phát sinh biến hóa. Pháp tắc nên trường tồn, là quy tắc của thiên địa, giống như lửa có thể cháy, nước có thể đóng băng, gió có thể vô hình. Đường Vũ có thể dao động pháp tắc. Ở Sơn Hải đại thế giới, những cường giả chiến đấu bằng pháp tắc. Nó cũng có thể gây ra những thay đổi nhỏ ở trong pháp tắc. Nhưng nó chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi. Hiện tại, trái đất căn bản không hề có cuộc chiến đấu cấp cao nào, nhưng sự biến hóa của pháp tắc càng lúc càng lớn. Đường Vũ nhíu mày, ý thức anh nhanh chóng chuyển sang cổ phân thân ở Sơn Hải Đại Thế Giới. Quả nhiên, pháp tắc ở Sơn Hải Đại Thế Giới cũng có sự biến hóa. Một số cường giả vô địch thổ dân và ngụy thánh đang lĩnh hội pháp tắc, sợ hãi bay lên trời, nhưng bọn họ không rõ nguyên nhân gì. Tổng dịch chuyển thỉnh thoảng sáng lên, Đường Vũ đi qua từng thế giới để thăm dò. Một số nằm ở trong vũ trụ chính, có ở chỗ vi diện khác, đều xảy ra mức độ biến hóa khác nhau. Hả? Anh đi đến một thế giới hoang vu, nhưng anh nhớ lúc trước hành tinh này vẫn có ánh sáng mặt trời, nhưng nó không hề có tài nguyên hay bất cứ sự sống nào cả. Hiện tại, nó chỉ còn lại một mảnh đen kịt. Mặt trời nổ tung. Không. Không đúng. Đôi mắt Đường Vũ xuyên qua từng tầng hắc ám. Anh nhìn thấy mặt trời giống như một cái lò nung khổng lồ, nhưng nó đã không còn phát sáng hay nóng lên nữa. Trong thiên địa hầu như không tồn tại nguyên tố hệ hỏa. Khi một pháp sư hệ hỏa bình thường đi tới đây, hắn thậm chí không thể nào thi triển phép thuật lửa của mình để đốt một điếu thuốc. Pháp tắc hệ hỏa cũng trở nên không hoàn chỉnh. Ngay cả siêu phàm vô địch đã lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa ở trong hoàn cảnh này, Hắn ta chẳng khác nào một tên siêu phàm cấp 3 ưu tú và không hề mạnh mẽ bao nhiêu. Tất nhiên, nó đối với mình ảnh hưởng không có bao nhiêu. Dù sao anh cũng là người đối với pháp tắc hệ hỏa có trình độ cũng không hề thấp. Pháp tắc không hoàn chỉnh cũng có thể mượn, nhiều nhất hơi phí sức một chút. Trong đầu anh còn có pháp tắc lưu ly hoàn chỉnh. Ngay cả pháp tắc hệ hỏa ở trong thiên địa biến mất thì anh vẫn có thể sử dụng được lực lượng của ngọn lửa lưu ly. Đường Vũ búng tay một cái, trong lòng bàn tay liền cháy lên ngọn lửa. Anh lắc đầu và nhanh chóng quay trở về lãnh địa. Phân thân trước đó của anh đã bị giết, còn chưa kịp bổ sung. Đường vũ chỉ có thể gọi một cổ phân thân khác và bước lên cổng dịch chuyển được giấu ở trong thung lũng sau ngọn núi. Ngay sau đó, phân thân liền xuất hiện ở trong hư không cao vị. Nó vẫn ảm đạm y như cũ, hư không hỗn độn. Dưới chân là những bong bóng khổng lồ nhiều màu sắc. Khi nhìn nó từ xa, anh có thể nhìn thấy một số ánh sáng màu sắc nó đại diện cho thế giới ở khắp nơi anh có thể nhìn thấy nhưng khoảng cách quá xa vị trí của hư không cao vị luôn biến đổi khó đoán không phải cứ đi thẳng liền tới được nhưng vào lúc này hai mắt đường vũ bỗng nhiên co rút lại nhìn về một hướng anh nhìn thấy không ít bong bóng màu sắc vỡ vụn và dần trở nên ảm đạm anh còn nhìn thấy có hai hành tinh cách xa nhau đột nhiên tiếp cận va chạm dung hợp lại với nhau nó đã trở thành một thế giới khác anh không thể nào nhìn rõ được dựa theo những gì anh suy đoán thiên lam và sơn hải đại thế giới có thể dung hợp lại với nhau nhưng nó vô cùng nghiêm trọng khi hai thế giới dung hợp lại với nhau nếu bạn không có cẩn thận thì cả hai thế giới liền xong đời mà anh nhìn thấy ở trong hư không những thế giới đang xem dung hợp lẫn nhau liền có vài chỗ đây vốn là tình huống với xác suất cực nhỏ mới xảy ra hơn nữa cái này liền trở thành bình thường rồi nhất định cái này có liên quan đến sự biến hóa của pháp tắc không hẳn đã xảy ra một sự kiện lớn nào đó ảnh hưởng toàn bộ thế giới vô tận kết hợp với những thông tin có được đường vũ có suy đoán nhất định chuyện này có liên quan đến chúa tể vĩ đại và mặt trận liên minh cao duy ngay cả pháp tắc ở trong thiên địa đều xảy ra biến hóa so sánh việc thánh nhân chết đi cũng không tính là gì anh không thể nào biết được bên nào thua bên nào thắng. Anh không hề có thông tin. Đường Vũ trong lòng có chút khẩn trương. Trái đất có rào cản thế giới, dựa theo lý thuyết thì có thể chống đỡ được trăm năm. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là bên phía bộ tộc ma quỷ không thèm để ý tới. Ngay cả có cây thế giới đã gia cố rào cản, anh suy đoán chỉ cần có 10 tên thánh nhân liền có thể phá hủy rồi. Giả sử nếu dựa theo tình huống xấu nhất, mặt trận liên minh cao duy đã bị đánh bại không còn bất kỳ thế lực nào ngăn cản bộ tộc ma quỷ vậy thì hành tinh đặc thù như trái đất tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên để tấn công trào cản thế giới có thể tiếp tục gia cố nhưng chuyện này cũng không hề ổn việc tăng thực lực bản thân chỉ trong thời gian ngắn cũng khó có thể làm được tự thủ cũng không thể làm trái đất có thể ngăn cản một hai ba lần tiến công nhưng lại không thể nào ngăn cản được mười hay trăm lần bộ tộc ma quỷ cũng không có khả năng hết lần này đến lần khác đưa kinh nghiệm hay bảo vật trái đất càng nổi bật thì chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu để tiến công vậy thì chỉ còn cách duy nhất đó chính là chạy trốn lúc trước anh đã từng nghĩ tới việc vứt bỏ cơ nghiệp ở trái đất và ngẫu nhiên tìm một hành tinh ở vi diện nào đó để ẩn núp nhưng đây chỉ là kế hoạch xấu nhất ai có thể đảm bảo rằng vi diện mình đang ẩn nấp đó sẽ không gặp phải kẻ địch chẳng lẽ đến lúc đó lại phải vứt bỏ cả cơ nghiệp gầy dựng kinh doanh cơ nghiệp ở trái đất lâu như thế rồi bản thân mình cũng không muốn từ bỏ chỉ có một cách mang theo cả trái đất cùng nhau chạy trốn phương pháp của anh không phải lắp đặt hàng nghìn động cơ ở trên bề mặt trái đất ngay cả khoa học hay kỹ thuật trung hiện này cũng có thể làm được nó cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đến hệ sinh thái của trái đất tuy nhiên nó quá chậm không biết bay ra khỏi hệ mặt trời sẽ mất bao lâu hơn nữa trái đất chính là trung tâm của hệ mặt trời nếu như rời khỏi hệ mặt trời, tính hoàn chỉnh của thế giới chắc chắn sẽ bị phá hư, trào cản thế giới cũng sẽ bị suy yếu. Đường vũ nhìn về phía cây thế giới đang cắm rễ ở trái đất. Lực lượng thế giới không ngừng lan rộng. Chỉ cần lực lượng thế giới bao phủ toàn bộ trái đất là mình có thể di chuyển toàn bộ thế giới và trốn vào hư không cao vị để di chuyển. Vừa nhanh mà vừa bí mật. Cây thế giới vẫn đang trưởng thành một cách tự nhiên, có thể sẽ phải mất mấy chục hay mấy trăm năm nhưng đường vũ đã ném bản nguyên cho thế giới nếm được sự ngon ngọt vừa vặn chắc chắn sẽ có nhiều thế giới bị phá hủy và hủy diệt mình chỉ cần chờ thời điểm thế giới bị phá hủy bản nguyên nhất định sẽ tiêu tán mình có thể từ chỗ này để bắt đầu nhất định phải nhanh chóng hành động tối hôm đó thành phố thâm lam lâu đài lãnh chúa đường vũ đã triệu tập những tùy tùng của mình và một số thành viên cấp cao cốt lõi ở trong lãnh địa và bắt đầu hội nghị cấp cao những cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề biến hóa trong thiên địa trần hải bình chỉ là một tên siêu phàm và anh ấy không hề biết xảy ra chuyện gì sau khi nghe xong anh mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề có cần tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hay không đường vũ lắc đầu cứ dựa theo tình huống bình thường mà duy trì nhưng công hội mạo hiểm có thể lên một số hoạt động để thúc giục các nhà thám hiểm thu thập tài nguyên mặt khác hãy lựa chọn những chiến binh ưu tú từ các quân đoàn để thành lập một quân đoàn viên chinh để tiến đến những thế giới khác đối mặt với cường giả đường vũ có thể không hề khách khí nói chuyện ngoại trừ y liên và những tùy tùng được xếp vào hàng ngũ thứ nhất những tùy tùng còn lại cũng không hề có tác dụng bao nhiêu chứ đừng có đề cập đến những người bình thường ở trong lãnh địa ngay cả tình huống như thế nào thì những người đó cũng không thể nào phát hiện ra được chuyện này cũng không cần thiết phải ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để gây trở nên khủng hoảng cho người dân. Vai trò của việc xây dựng một thế lực để thu thập tài nguyên. Cường giả đứng đầu có tác dụng uy hiếp và cũng là lực lượng quan trọng nhất. Những người trung thành, có thể tỏa trấn tài nguyên chỗ đó và lãnh đạo quân đoàn di chuyển ra thế giới bên ngoài để thu thập tài nguyên. Những người thức tỉnh bình thường khai thác tài nguyên, thăm dò, xuất chinh, đồng thời, bọn họ cũng là những lực lượng dự bị. Mỗi một tên cường giả đều từ lúc nhỏ yếu mới được như hôm nay. Lúc đầu, số lượng chiến sĩ siêu phàm ở dưới trướng anh vẫn còn chưa đủ nhiều. Đường Vũ không có ý định sớm thành lập quân đoàn viễn chinh sớm như thế. Hiện tại, thời gian đã không còn bao nhiêu, giờ cũng có phương pháp thăm dò thủ công có thể tăng nhanh tốc độ tìm kiếm. Thành lập một quân đoàn viễn chinh đó là điều bắt buộc nên làm. Cuộc họp kết thúc. Tổng dịch chuyển ở sau núi anh cảm nhận được phân thân của mình đã chết đi, đường vũ liền mở mắt ra. Xem ra, hư không cao vị nguy hiểm hơn nhiều, so với hư không hỗn loạn còn cao hơn mấy cái cấp độ. Phân thân chỉ có thực lực siêu phàm cấp 2 cũng không đủ để thăm dò. Y Liên, không đã chủ động xin đi, nhưng anh nhanh chóng từ chối. Nguy hiểm là một chuyện. Thăm dò cũng không phải nhất định sẽ có kết quả ngay. Bản thân là người có thực lực mạnh mẽ ở trong lãnh địa, đường vũ cảm thấy bọn họ cần thiết phải đi tu luyện trước trong số những tùy tùng có phân thân thì chỉ có anh và tiểu lật mà thôi tuy nhiên phân thân của tiểu lật so với phân thân của anh còn yếu hơn đưa vài tên phân thân chiến đấu để đi thăm dò hay muốn an toàn hơn sau một hồi suy nghĩ đường vũ cảm thấy an toàn chính là sự ưu tiên hàng đầu anh chỉ phái đi phân thân loại không gian có năng lực bảo vệ tính mạng mạnh nhất nó hoàn toàn khác với những phân thân khác mỗi một phân thân chủ chiến đều hao phí tài nguyên không thể nào tưởng tượng được. Nó thậm chí còn hao tốn tài nguyên nhiều hơn, mỗi khi cảnh giới của anh tăng lên. Nếu tổn thất một phân thân như thế, lãnh chúa đường đều rất đau lòng. Nếu không thì anh đã sớm bồi dưỡng hơn 100 tên phân thân chủ chiến rồi, chỉ cần lấy số lượng đè người cũng đủ chết rồi. Phân thân hệ không gian toàn thân mặc bộ áo tràng màu đen, bước vào cổng dịch chuyển và biến mất chỉ trong nháy mắt. Cao vị hư không? ảm đạm mờ mịt, biến ảo khó lường. Lúc trước, hai phân thân bình thường vẫn bay chưa được bao xa thì đã bị khí lưu màu xám tiêu diệt. Đường vũ tìm thấy một hướng nhiều màu sắc hơn, khuếch tán cảm nhận của mình và bay về phía trước một cách cẩn thận. Cao vị hư không vốn im lặng và chết chóc, bên trong sự im lặng như thế đều ẩn giấu sự chết chóc. Một khắc trước đó, không hề có bất kỳ vật gì, trong nháy mắt tiếp theo liền có dòng khí lưu màu xám xẹt ngang qua bên cạnh đường vũ dùng phép dịch chuyển né tránh và tiếp tục bay tới anh vừa di chuyển vừa tránh né không ngừng lùi lại bỗng nhiên hả không gian ở trước mắt đột ngột sụp đổ nó giống như một lỗ đen kéo hết mọi thứ ở xung quanh khiến cho anh có cảm giác như không thể điều khiển được cơ thể mình trong giây lát trong giây lát thất thần anh đã bị kéo đến gần lỗ đen chạy thôi điều động phát tắc không gian lực lượng bao phủ toàn thân Hư Không nổi lên từng gợn sóng, Đường Vũ liền xuất hiện ở bên ngoài với khoảng cách không thể nào đo được. Anh liền thở vào nhẹ nhõm. Cao vị Hư Không nguy hiểm nhiều vô số kể, ngay cả khi bạn ném một tên siêu phàm cấp 3 bình thường vào đó thì cũng sẽ không thể nào sống được bao lâu. Ở đây gần giống như không hề có khái niệm thời gian hay không gian. Bản thân Đường Vũ ở bên ngoài, không biết mình đã bay được bao lâu. Khoảng 7 ngày rưỡi, đường vũ đã tiếp cận được một thế giới màu sắc mà anh đã nhìn thấy trước đó nó không lớn và sáng giống như trái đất tuy nhiên thế giới này đã bị phá hủy và có rất nhiều lỗ hổng ở xung quanh còn có không ít hạt sáng màu vàng lấp lánh quả nhiên bản nguyên thế giới này đang tiêu tán hơn nữa chỉ có ở trong cao vị hư không mới có thể nhìn thấy trực quan tình trạng và bản nguyên của thế giới trong thế giới vật chất muốn tìm nó thì phải hao phí không biết bao nhiêu công sức Đường vũ đến gần, thế giới với những màu sắc rực rỡ không ngừng phóng lớn ở trong mắt anh. Bỗng nhiên, anh hơi nhíu mày, không gian ở xung quanh có vài chỗ không hề cân đối. Đường vũ giảm tốc độ của mình, hai tay nắm chặt. Quanh! Không gian xung quanh mạnh mẽ vạn vẹo, không ngừng biến hóa. Trong nháy mắt, anh nhìn lại, làm gì có thế giới bị tàn phá hay bản nguyên đang tiêu tán. Đây chỉ là một thế giới vô cùng tĩnh mịch cùng sự lạnh lẽo xông thẳng lên trán của anh. Đường Vũ không nhìn xung quanh, không gian lại vặn vẹo xuất hiện cách đó vô số dặm. Vị trí lúc trước của anh liền xuất hiện một cái đầu người to lớn, sau đó một cái thân hình xuất hiện. Nó to lớn, quái dị, xấu xí, xung quanh có luồng khí màu đen giống như ngọn lửa liên tục nhảy lên. Hai mắt nhìn qua, một cổ áp lực không thể nói rõ bao phủ lấy thân thể của Đường Vũ, ý thức anh đều hơi mơ hồ. Đây là hư không mộng ma hư không mộng ma giống hư không long quy nó đều sinh sống ở trong hư không hỗn loạn hoặc cao vị hư không lại vô cùng hiếm thấy nhưng anh lại tình cờ gặp được đối với những tên cường giả nó chính là con mồi tuy nhiên đối với đường vũ thì anh mới chính là tên bị săn đuổi đây là một con hư không mộng ma cấp bậc thánh nhân nếu như không phải anh có trình độ cao về không gian nhìn thấy vài chỗ không thích hợp có thể bản thân anh cũng không hề ý thức được mình đã bị hư không mộng ma nuốt chửng. Hừ. Đường Vũ không hề do dự khi kích hoạt cuộn giấy để quay trở về thành phố. Ý thức của anh dường như bị tước bỏ vào giây phút cuối cùng. Phiêu. Hòn đảo nổi, bầu trời trong xanh, chim hót, hoa nở. Cho dù đó là phân thân, Đường Vũ cũng cảm thấy nó được xếp vào trong top 5, thậm chí có thể xếp vào trong top 3 những khoảnh khắc mạo hiểm và kích thích nhất ở trong cuộc đời đối với sự hiểu biết của anh về cao vị hư không chà nó còn nguy hiểm hơn so với những gì anh ấy đã cố gắng đánh giá quá cao vận khí hơi kém đường vũ suy nghĩ ba lần xuất phát từ trái đất anh đều không thu hoạch được bất kỳ kết quả tốt nào không bằng anh dịch chuyển tới sơn hải đại thế giới cổng dịch chuyển sau khi cập nhật phiên bản mới nó đã trở thành một kiến trúc đặc biệt và xuất hiện ở trong bản điều khiển anh nhanh chóng chế tạo một cái mặt đất được sang phẳng, căn cứ được xây dựng, một phiên bản nâng cấp của cổng dịch chuyển tức thời xuất hiện ở trước mặt anh trong nháy mắt. Phân thân hệ không gian dũng cáp bước lên và lần nữa tiến vào cao vị hư không. Bên ngoài sơn hải đại thế giới ngoài hư không trống rỗng và tịch mịch. Anh nhìn xung quanh có thể thấy những quả bóng đầy đủ màu sắc thì lại ít hơn. Quay đầu nhìn lại. Quả bóng to lớn đại biểu cho sơn hải đại thế giới, gần nó còn có một quả bóng nhỏ. Cả hai đang tính dán lại cùng một chỗ với nhau, nhưng không gian ở giữa không ngừng vặn vẹo. Nó giống như một tờ giấy bị gấp lại, đem cả hai thế giới vốn xa xôi liền dán chặt lại với nhau. Một màn này, từ góc nhìn của cao vị hư không, nó giống như một kỳ quan của thế giới. Đường Vũ cảm thấy việc quan sát cảnh tượng độc đáo như thế này, đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian sẽ giúp anh rất nhiều. Đường Vũ không ở lại lâu, bây giờ không phải lúc quan sát kỳ quan anh tiếp tục bay thẳng về một hướng có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với anh lần này bay gần nửa tháng trời không hề gặp bất kỳ nguy hiểm gì đường vũ đã gặp phải rất nhiều dòng khí lưu màu xám và không gian sụp đổ đối với những thứ đó anh đã có kinh nghiệm và có thể phát hiện ra sự cố trước khi nó xảy ra và dễ dàng tránh được lúc này một quả cầu lộng lẫy cách hắn không xa ở bên trên quả cầu có thể nhìn thấy được vô số hạt sáng màu vàng đường vũ đem cảm nhận mình khuếch tán ra ngoài. Anh xác định không hề có bất kỳ nguy hiểm gì, chậm rãi tới gần và thử sờ vào quả bóng. Sau đó, anh bị bắn ngược trở về và phun ra một nguồn máu. Phốt. Vẽ mặt quể oải. Đường vũ đang nghe truyện trên TV audio CV đứng ở trong hư không một hồi, anh mới phản ứng lại được. Thế giới này có rào cản. Khởi nguyên tinh và sơn hải đại thế giới có thể ra vào một cách tự do bởi vì bọn họ lấy được vé thông hành mà trước mắt anh lại là một thế giới xa lạ ngay cả bộ tộc tâm ma cũng phải đi tới ao phá giới những người của luân hồi cũng phải dựa vào sức mạnh của luân hồi điện anh làm gì có lực lượng xuyên thủng hàng rào của thế giới ngay cả khi hàng rào thế giới có bị phá vỡ nhưng mà đừng vũ nhíu mày cũng không lâu anh nhanh chóng nhớ tới chính mình thăm dò dựa theo danh nghĩa là tìm kiếm thủ công như vậy bản thân anh đã phát hiện ra một thế giới, cũng chạm đến bước rào cản của thế giới, hẳn đã tìm kiếm thành công, đúng chứ? Thành phố Thâm Lam Khi ý thức đường vũ vừa quay về, bản thể nhanh chóng mở danh sách dịch chuyển ra. Quả nhiên, ở dòng cuối cùng anh liền phát hiện một cái thế giới xa lạ và không hề có tên. Anh bước lên cổng dịch chuyển và nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, phân thân với số hiệu 99 được viết ở trên bộ áo giáp chiến đấu đã xuất hiện, vần hào quang bao phủ cũng dần biến mất anh không hề có cảm giác khó chịu hai chân của anh đã đặt chân xuống đất rầm rầm một đợt sóng đánh xuống trường lực siêu phàm đánh ra sóng biển liền chia làm hai đường vũ nhìn xung quanh và cảnh tượng xung quanh cũng khá bình thường những ngọn đồi màu nâu đỏ trải dài những cây cao với cành lá trắng xóa ở những thế giới khác anh đã thấy rất nhiều thứ và cái này cũng không hề có gì lạ đường vũ đứng trên bãi biển có những tảng đá kỳ la một bên là sóng biển dữ dội trong làn nước trong xanh kia còn có phần xanh lục sau khi thủy triều rút đi trên bãi biển còn sót lại một số tôm cá chết nhìn về phương xa có tiếng nổ vang cho bụi núi lửa như mây đen tản ra khi thế giới bị tổn hại thảm họa sẽ theo đó mà giáng lâm hắn bay lên trời cảm nhận khuếch tán và bao phủ một nửa hành tinh một hành tinh bình thường Diện tích nhỏ hơn trái đất trước khi khôi phục nguyên khí, nhưng nó đã có nồng độ nguyên khí nhất định. Trên hành tinh này không hề có nền văn minh, không hề có sinh vật trí tuệ nào, chỉ có một số quái thú hung dữ và to lớn. Nó tương đương với người thức tỉnh từ cấp 1 cho đến cấp 5. Đó là sinh mệnh được sinh ra từ quá trình tiến hóa tự nhiên trong quá trình phát triển hành tinh này. Có lẽ sau vài năm nữa, những quái thú này có thể sản sinh ra trí tuệ và có thể phát triển một nền văn minh khác nó cũng có thể tuyệt chủng do thảm họa thiên nhiên và hành tinh này sẽ phát triển một sự sống khác lúc này núi lửa phun trào sóng thần đất lở bão nổi các thảm họa thiên nhiên bao trùm thế giới vô số quái thú chạy tứ tán nhưng cũng không phải tuyệt chủng hàng loạt giống loài sau khi tuyệt chủng cũng không hề có sinh vật mới thiên tai chính là tiếng gào thét sau cùng của thế giới sau một vài năm nữa bản nguyên của thế giới sẽ bị xói mòn hầu như không còn Toàn bộ hành tinh này sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Bản nguyên thế giới cũng không hề có sự dao động của năng lượng, chỉ dựa vào cảm giác tìm kiếm cũng không hề dễ dàng gì. Đường Vũ mất mấy tiếng đồng hồ mới có thể tìm được bản nguyên của thế giới, cái to bằng mấy cục tẩy. Nếu cộng lại thì nó còn không bằng cái được lưu lại ở trong Sơn Hải Đại Thế Giới sau khi tên luân hồi điện kia chết đi. Đẳng cấp thế giới không tốt cũng là một trong những nguyên nhân, quan trọng hơn là Đường Vũ nhìn thấy bản nguyên màu vàng không ngừng tản ra những hạt sáng ra ngoài. Mắt thường có thể nhìn thấy nó không ngừng thu nhỏ, trái tim anh cũng không chịu nổi. Mẹ nó. Cái này sói mòn quá nhanh. Anh nhanh chóng lấy ra chiếc hộp chứa làm từ lá của cây thế giới, đem từng đoàn cao su to nhỏ bản nguyên lưu lại. Quên đi, dù sao cũng là ngoài ý muốn thu hoạch, làm người cũng không thể quá tham lam. Bản nguyên thế giới trôi qua cũng không phải thật sự biến mất. Đó là một loại tích trữ. Có lẽ, mấy chục nghìn năm sau, tại một chỗ khác của vũ trụ, sẽ bởi vì sự tiêu tán bản nguyên của thế giới này và hình thành nên một hành tinh mới có sự sống. Hay một thế giới hoang vu liền tiến hóa thành một hành tinh có sự sống và sinh ra thế giới mới. Nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Giới hạn trên có thể là không đổi, nhưng nó sẽ tăng trưởng chậm. Nếu bản nguyên thế giới bị thôn phệ bởi Chúa Tể Vĩ Đại thì sẽ vĩnh viễn biến mất bộ tộc ma quỷ không phải đang chinh phục mà là đang hủy diệt bởi vì thế không ít chủng tộc nhiều thế lực lớn ở trong thế giới vô tận cùng nhau liên thủ để chống lại nếu đường vũ có thể so sánh bản đồ cao vị hư không mấy trăm triệu năm trước với bản đồ cao vị hư không hiện tại anh sẽ phát hiện ở trên bản đồ cao vị đáng lẽ ra phải có rất nhiều quả cầu đủ màu sắc nằm rải rác trong đó có một quả lớn nhưng lại trống rỗng ảm đạm im lặng nó sẽ không hề phục hồi trở lại sau khi đường vũ nhận được bản nguyên của thế giới anh đã cân nhắc một hồi có hai loại lựa chọn một là chờ tại chỗ hai là anh sẽ ngồi đợi ở bên ngoài cao vị hư không mới được chỉ có như thế thì anh mới có thể nhìn thấy bản nguyên của thế giới có tiêu tán hay không một loại khác lấy thế giới làm căn cơ lấy bí cảnh xây dựng hình thành nên một thế giới nhỏ những thế giới nhỏ thường được xây dựng theo cách này đem việc xây dựng nó chuyển hóa dễ dàng hơn một chút dù sao thế giới cũng có bản năng tìm kiếm và tránh bất lợi dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng để cho người khác động tay động chân tình hình hiện tại ở trước mắt chỉ có thể lấy bí pháp cấu trúc lại để có thể bản nguyên của thế giới trôi qua nếu như anh có thực lực của thánh nhân anh thậm chí có thể đem toàn bộ thế giới luyện hóa luyện hóa trở thành một quả giống như cây thế giới có thể di động hoặc có thể xem nó như tài liệu để chế tạo thánh khí kiểu như vật lưu trữ thánh khí thế giới y như thế giới băng giá của y liên nó còn có công dụng đường vũ gần đây đã phòng ngừa chu đáo và anh bắt đầu hiểu rõ sự đột phá của thánh nhân có hai loại một loại là lĩnh ngộ pháp tắc đến trình độ nhất định dưới cơ hội tiến vào trạng thái đồng cảm anh có thể phiêu du ở trong biển pháp tắc và trở thành thánh nhân có tuổi thọ sánh ngang với thiên địa một loại khác chính là sử dụng sức mạnh của thế giới luyện hóa một thế giới hoàn chỉnh biến nó trở thành thế giới của mình. Mượn lực lượng vĩ đại của thế giới để bước qua ranh giới cuối cùng đó và thành tựu thánh nhân. Cả hai loại đều khác nhau, một cái đột phá thánh nhân trước rồi mới tạo thế giới của riêng mình. Hay trước tiên có thế giới, sau đó mượn nhờ lực lượng thế giới để trở thành thánh nhân. Chỉ khi nào đột phá trở thành thánh nhân, tiểu thế giới đó mới có thể dung nhập vào trong cơ thể. Từ đó, họ mới có thể hoàn mỹ điều động lực lượng thế giới một cách hoàn mỹ đó chính là loại cường thánh nhân. Thánh nhân dựa vào thành tựu của thế giới đều có hạn chế tương đối cao. Thế giới đó không cách nào dung nhập vào trong cơ thể, chỉ khi nào bản thân ở gần thế giới mới có thể sử dụng lực lượng thế giới. Tiểu thế giới cũng là một điểm yếu, nếu như thế giới bị hủy diệt thì thánh nhân dựa vào thế giới đó đột phá sẽ bị gián cấp. Ưu điểm của nó thì tương đối dễ dàng. Đường vũ bất cứ trả cái giá nào, anh cũng nhất định đi theo con đường đầu tiên, tương lai sáng lạng nhưng không phải tất cả mọi người có thể đi được nói cách khác chỉ một phần nhỏ thiên tài mới có thể dựa vào bản thân của mình để đột phá để đột phá trở thành thánh nhân đó là một cái rào cản to lớn không biết bao nhiêu thiên tài đều bị ngăn cản ở trước cánh cửa như thế nhìn tuổi thọ của mình dần cạn kiệt và chết đi cho dù phương pháp tương đối dễ dàng nhưng mượn nhờ lực lượng thế giới để đột phá có thể tìm được một cái thế giới có thể luyện hóa độ khó cao bao nhiêu mượn sức mạnh của thế giới để giảm bớt độ khó và bản thân của bạn cần phải đạt tiêu chuẩn. Không phải Đường Vũ xem thường những người siêu phàm cấp 3 ở Sơn Hải Đại Thế Giới. Bởi vì, trong số bọn họ không ai có thể đột phá được, ngay cả khi có sự hỗ trợ từ lực lượng thế giới. Sắp xếp và xây dựng thế giới, một phân thân bình thường đã đủ rồi, phân thân hệ không gian có thể tiếp tục tìm kiếm. Ở trên hành tinh bình thường này, Đường Vũ thông thả tiến về phía trước một bước anh có thể đi mấy cây số, không mất bao lâu anh có thể thăm dò rõ ràng hoàn cảnh và địa hình của thế giới này. Anh lần lượt gieo xuống hơn cả trăm nút tọa độ, từng bước xây dựng một cái bí cảnh bán thành phẩm. Cuối cùng, dung hợp nó lại tạo thành một tiểu thế giới. Hơi khó, cái này cần phải mất một hai tháng. Đường vũ từ thâm lam điều động không ít pháp sư trận pháp và phù văn tới giúp đỡ. Anh tọa trấn chỗ này chỉ huy à, anh chỉ cần phụ trách bước cuối cùng của việc hoàn thành bí cảnh này là được cao vị hư không phân thân hệ không gian tiếp tục con đường tìm kiếm hư không biến ảo khó lường và vô số lỗ sâu được dịch chuyển một cách ngẫu nhiên bay giữa cao vị hư không cả một ngày rất có thể không thể nào tìm được đường quay về đường vũ lần này may mắn không thôi chưa tới nửa tháng thì anh liền phát hiện ra một thế giới khác đang bị rò rỉ bản nguyên trên đường đi anh còn phát hiện một thế giới còn nguyên vẹn Khắp nơi đều là dược liệu. Đường Vũ lập tức bảo các chiến sĩ quân đoàn thám hiểm đi khai thác. Quả nhiên, hiệu suất thăm dò bằng thủ công cao hơn rất nhiều. Nếu như mình sớm có được chức năng này như thế thì tốt rồi. Sau khi nghĩ lại thì cảm thấy cũng không đúng. Không có thực lực siêu phàm cấp 3 đỉnh phong hay không có hiểu biết về pháp tắc không gian ở trình độ nào đó, ngay cả bản thân anh có thể tiến vào cao vị hư không, cũng không thể nào thăm dò được. Trước mặt Quả cầu đại biểu cho thế giới càng lớn hơn trước và màu sắc càng sống động hơn. Nó chỉ mới bị phá vỡ một chút, chỉ một chút xíu mà thôi. Đây là một thế giới cao cấp, ngay cả khi thế giới bị thương tổn, dựa vào bản thân thế giới này có thể tự khôi phục chính mình. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc lãnh chúa đường thu nhập bản nguyên thế giới cơ chứ? Đường vũ chạm nhẹ vào màn bảo vệ của quả cầu. Ngay sau đó, ở trên giao diện điều khiển của cổng dịch chuyển lại có thêm một cái thế giới mới thế giới cao cấp, bất kể là bản nguyên thế giới hay tài nguyên của bản thân thế giới đều không thể nào sánh được với thế giới bình thường. Thế giới Enono lúc trước bị cướp đoạt, nhưng đường vũ vẫn thu được rất nhiều của cải từ những quý tộc ở trong thủ đô hoàng gia. Ngay lúc này, nó giống như trò chơi rút thăm, khiến anh cảm thấy căng thẳng và tràn đầy mong đợi. Xoát Bản phân thân với số hiệu 97 được vẽ ở trên áo giáp và nhanh chóng biến mất. Khi anh mở mắt ra một lần nữa, các vàng bay đầy trời và vô số tiếng hò hét và chém giết vang lên bên tai anh. Giết đám người ác liệt. Giết ba la bô Giết chết bô lô ba la. Giết đám người hát nha. Giết. Người của Lê không chừa một tên. Lúc đầu, nó chỉ là một ngôn ngữ xa lạ, nhưng anh thả cảm nhận của mình ra bên ngoài và tiếp nhận thông tin dày đặc ngay lập tức. Bộ não của anh giống như một cái máy tính không ngừng tính toán, phân tích và so sánh, trong chốc lát đường vũ đã phân tích ra ngôn ngữ địa phương có vẻ như có hai thế lực đang chiến tranh và anh đang ở trên chiến trường một bên mặc áo giáp màu đen trên tay cầm vũ khí giống như kiếm trên vũ khí còn có ngọn lửa đang cháy hừng hực có vũ khí phóng ra những sợi tơ vô hình càng có nhiều vũ khí trực tiếp chém xuống tốc độ và sức mạnh cũng không hề yếu bên kia hầu hết đều mặc áo choàng trắng và đội mũ trùng đầu trên tay cầm những cây quyền trượng với đủ loại hình dạng anh phất tay liền có hỏa cầu nổ tung, băng nhận bay múa, gai nhọn trồi lên từ mặt đất. Tuy nhiên, quy lực tự hồ cũng không lớn, quả cầu trực tiếp bị kiếm chém ra. Thế lực mặc áo giáp màu đen đang chiếm lợi thế, dết đến bên phía áo trắng liên tục rút lui. Dết! Vẫn còn một tên Lê Na ở chỗ này. Mười tên áo giáp đen lao đến. Đường vũ cúi đầu nhìn thoáng qua. À, mặc dù mình cũng mặc chiến giáp, nhưng nó lại là màu trắng bạc. Trên chiến trường, cả hai bên trắng đen đều dết đến đỏ cả con mắt. Bản thân mình mặc bộ giáp màu trắng hình như ở bên phía lây Na. À, vừa rồi còn có một người mặc áo trắng bảo mình rút lui nữa mà. Đường Vũ cũng lười giải thích, đưa tay chỉ qua. Bùng. Mắt thường có thể nhìn thấy làn sóng không khí nổ tung. Nó giống như một đường thẳng lan rộng ra và khu vực ở xung quanh bị quét sạch không còn. Những chiến sĩ giáp đen xông tới, tất cả đều hộc máu và bay ngược ra bên ngoài sau khi dãy dụa ở trên mặt đất vài cái liền chết đi hả mình quên mất còn có lực lượng áp chế của thế giới anh vốn định quét sạch tất cả những chiến sĩ mặc áo giáp đen này lại không nghĩ tới muốn tung ra một đòn mạnh mẽ cũng bị lực lượng thế giới hạn chế hoạt động của nguyên lực rất thấp và nguyên khí cũng đang bài xích anh trên người của anh giống như đang cõng lấy một tòa núi lớn ở trên lưng khi đứng ở trên hành tinh này có trọng lực gấp trăm lần, khá là áp lực. Tất nhiên, thực lực của cổ phân thân này có hạn, chỉ tương đương với siêu phàm cấp 2 bình thường. Đường vũ âm thầm vận chuyển bí pháp để giảm bớt đi áp lực của thế giới. Lúc này, không ít chiến sĩ giáp đen bị động tác vừa rồi hấp dẫn. Đường vũ nhíu mày, anh không muốn dây dưa ở chỗ này, muốn rời đi. Hai chiến sĩ giáp đen bay ở trên bầu trời và dán xuống. Lưỡi kiếm bọn hắn chỉ vào anh tên cường giả lê na kia ngươi trốn không thoát ngoan ngoãn chịu trói chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi tên chiến sĩ giáp đen này đã chém giết mấy người và trên thân vẫn còn nhiễm máu bộ dáng của hắn dường như rất thích thú sau khi dùng chiếc lưỡi của mình liếm máu ở trên mặt đường vũ cảm thấy mất hứng ngay cả khi bản thân anh bị lực lượng thế giới áp chế nhưng trước mặt anh chỉ là hai tên siêu phàm bình thường anh đưa tay ra thực hiện một động tác năm ngón tay hướng về phái hai chiến sĩ giáp đen nắm chặt. Ngay sau đó, bùng, thân thể của hai tên chiến sĩ giáp đen siêu phàm kia liền bị bóc nát thành mắt. Trong nháy mắt, khí tức không hề có. Những chiến sĩ giáp đen còn lại đều sửng sốt, vừa mới chạy tới nhanh bao nhiêu, hiện tại bỏ chạy còn nhanh hơn. Lúc đầu, thế lực bên phía hắc nha hùng hổ bao nhiêu, trong chớp mắt liền trở thành một phía thất bại nhanh chóng bỏ chạy và bên phía Lê Na đã giành chiến thắng. Đường Vũ đứng ở trên chiến trường, chìm đắm trong suy nghĩ. Bóng dáng có phần cô đơn. Nửa tiếng sau, đường Vũ không hề có từ chối lời mời, anh đi đến một thành phố hùng vĩ. Thành phố này có tên gọi là Lê Na. Với tư cách là một người thần bí và nghiền nát kẻ thù mạnh mẽ, giải cứu Lê Na khỏi nguy hiểm. Đường Vũ đã nhận được sự đãi ngộ cực cao ở trên đường đi, anh dịch chuyển tới chỗ này, đối với thế giới này có hơi hiểu biết một chút đây là một thế giới hoang tràn đầy thiên tai và quái vật ở khắp mọi nơi. Thiên tai luôn xảy ra và con người ở thế giới này đã phát minh và xây dựng các thành phố di động. Con người ở thế giới này sống ở trong các thành phố di động để tránh thiên tai. Chỉ là thời gian gần đây, thiên tai tần suất xuất hiện rất nhiều. Lực lượng pháp thuật không hiểu vì lý do nào đó, đột nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Na là một thành phố di động lấy chức nghiệp pháp sư làm chủ. Dựa theo những gì bọn họ nói, Lena thuộc về thành phố di động cỡ lớn. Nơi này còn có trường học phép thuật Lena nổi tiếng vượt xa hơn cả bên phía Hắc Nha. Tuy nhiên, bởi vì sức mạnh của phép thuật đã giảm đi, sức chiến đấu của các pháp sư Lena đã bị giảm đi 2-3 cấp độ. Ngược lại, Hắc Nha chủ yếu lấy chức nghiệp đao khách làm chủ. Mặc dù, đao khách cũng dùng chút phép thuật cận chiến, uy lực giảm xuống đối với bọn họ không hề lớn như thế. Dứt tới nổi bên phía Lê Na không thể nào trở tay kịp. Đường Vũ chỉ ừ một tiếng, anh cũng không hề phủ nhận. Tuy nhiên, Lê Na là một thành phố phép thuật có lịch sử lâu đời và có rất nhiều tài liệu để học. Đây cũng là thứ mình cần để tìm hiểu rõ hơn về thế giới. Về phần bản nguyên thế giới. Sau khi phân thân này rời đi cũng đoàn người của Lê Na. Một phân thân khác của anh cũng tiến vào thế giới này tìm kiếm bản nguyên thế giới bên dưới thành phố có một bệ đỡ cao hơn 100 mét. Đây là thiết bị có thể di chuyển cả một thành phố, bên trong còn ẩn chứa không ít kết tinh khoa học kỹ thuật. Nhưng điều thú vị ở đây là Lena có thể tạo ra thành phố di động nhưng lại không hề có nhiều vũ khí công nghệ. Không có phi thuyền, xe chiến đấu, súng pháo. Vũ khí duy nhất được lắp đặt ở trên thành phố di động đó chính là khẩu pháo hủy diệt to lớn và cồng kềnh được lắp đặt ở trên thành phố di động nó không khác gì phiên bản đầu của khẩu pháo nguyên tinh điều này cũng không khác gì những chiếc xe mà bọn họ đang đi nó được làm từ một loại vật liệu giáp sát của con quái vật nào đó nó đủ cứng và khả năng phòng thủ tốt tuy nhiên nó chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi ở trên đó còn khác không ít chữ rung đơn giản việc nghiên cứu rung và trận pháp tương đối lạc hậu nhưng về mặt phép thuật thì tương đối phát triển ở trong thế giới này chỉ có hai loại chức nghiệp cơ bản là pháp sư và đao khách tuy nhiên với chức nghiệp pháp sư còn rẽ ra hai nhánh đó chính là pháp sư cháy nổ và pháp sư thiên tài và đao khách thì có hồng liên đao khách và bảo từ đao khách theo quan điểm của đường vũ có không ít phép thuật có thể được xem là phép thuật cấp cao chúng chỉ có thể được sáng tạo ra với trình độ không hề thấp nếu một phép thuật thông thì tất cả phép thuật khác cũng sẽ thông qua những người có trình độ phép thuật không kém thường am hiểu về rung và trận pháp. Bọn họ có thể xem qua nó, nhưng tại sao bọn họ lại yếu ớt đến như thế? Cám ơn đã hỗ trợ chúng tôi. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng có viền vàng đã chờ sẵn ở lối vào Lê Na để cháu đón những chiến sĩ đã trở về. Mũ trùng đầu của anh không đội, để lộ ra một cặp sừng dê. Hai bên thái dương có vài sợi tóc bạc, trâu thì xỏa xuống tới tận cổ. Thế mà không phải là nhân loại sao, những chiến sĩ na xuống xe, bọn họ cũng lần lượt kéo mũ trùm đầu của mình xuống, lộ ra thần sắc nhẹ nhõm sau khi tiến vào thành phố. Trong số bọn họ có không ít người có sừng dê, hoặc đôi tai dài lộ ra bên ngoài có thể đây là bộ tộc thỏ, có người thì giống tai cáo, có người không hề có đặc điểm rõ ràng. Đường Vũ nhìn thấy còn sinh trưởng ở chỗ khác, chẳng hạn như là đuôi. Nói bọn họ là thú tộc, nhưng bọn họ nghiêng về thẩm mỹ của nhân loại hơn. Chẳng hạn như Tiểu Lật và Fanny, hầu hết bọn họ giống như những con thú thông minh ngay thẳng hơn anh nghe nói thú tộc ở trong thế giới vô tận coi thường những tên tộc nhân không hề có lông như fanny và những người khác bọn họ thuộc về những người dị biệt ở trong thú tộc nhưng ngược lại được bên phía nhân loại hoan nghênh hơn bọn họ cũng không thể nào xác định mình thuộc về bên nhân loại hay thú tộc nữa ở thế giới này sinh mệnh thông minh hẳn là những người có đặc điểm tai thú nhất định đường vũ đang quan sát Chủ tịch Quốc hội có cặp sừng dê là Ogusin cũng đang quan sát vị đại sư này. Ở Leyna, một vài pháp sư mạnh mẽ mới có thể xưng là bậc thầy. Dựa theo những lời chiến sĩ tham gia cuộc chiến nói lại, vị đại sư này vung tay lên, liền dùng phép thuật nào đó đã giết chết hai tên cường giả bên phía Hắc Nha, thật ra đó là không gian áp súc lại. Ở trong thời đại phép thuật đang suy thoái, hiện tại còn có thể được gọi là uy năng, xưng hô đại sư có thể xem là còn chưa đủ. Điều khiến cho chủ tịch quốc hội là sinh giật mình hơn nữa, đó là tuổi tác của Đường Vũ. Quá trẻ. Còn trẻ hơn cả cháu gái của ông. Ở độ tuổi như thế, làm thế nào mà anh ta lại có được trình độ phép thuật như thế? Không lẽ anh ta bắt đầu học nó từ trong bụng mẹ hay sao? Đại sư, đây là một chút tâm ý của chúng tôi. Cuộc chiến lần trước là chiếm lại Mỏ Nguyên Thạch đã bị bên phía Hắc Nha xâm chiếm. Đây cũng là mỏ nguyên thạch duy nhất thuộc sở hữu của Lê Na chúng ta. Nguyên thạch, cảm giác cái này cùng với nguyên tinh độ tinh khiết cao không hề sai biệt bao nhiêu, nhưng lại có một số khác biệt. Đường Vũ cũng không biết rõ tình huống, anh chỉ ừ một tiếng. Augustin hỏi thăm dò, không biết đại sư từ nơi nào đến đây và ngài muốn đi đến đâu. Từ đông thổ đại đường đến, đi Tây Thiên. Augustin, không hổ là đại sư, tuổi còn trẻ đã có trình độ phép thuật cực cao nói chuyện vô cùng huyền ảo làm cho ông nhớ tới lời giảng của lão sư lúc còn trẻ một câu cũng nghe không hiểu tuy nhiên ogusin chỉ vuốt râu sắc mặt không hề thay đổi hành trình xa xôi và không biết nguy hiểm gì đang chờ trùng hợp gần đây luôn có thiên tai xảy ra không bằng đại sư ở lại lê chúng ta nghỉ ngơi một thời gian chiến sĩ vừa từ cuộc chiến trở về ở một bên nhìn vị đại sư trẻ tuổi kia sau đó anh lại nhìn về phía chủ tịch quốc hội của mình đáy lòng không khỏi cảm khái. Chủ tịch không hổ danh là chủ tịch, vậy mà có thể nghe được những lời nói huyền ảo của đại sư. Đường Vũ suy nghĩ một hồi, hỏi ngược lại, nghe nói, chỗ của các anh thu thập không ít tư liệu lịch sử. Bản thân tôi cũng rất hứng thú với kiến thức ở phương diện này. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không hề xem chùa, tôi có thể giảng bài ở Lê Na. đầu tiên là giật mình, đồng ý liền không hề do dự. Chỉ là một ít tài liệu lịch sử, không phải tài liệu có liên quan phép thuật, giá trị cũng không cao. Ngay cả tài liệu pháp thuật, đối với vị đại sư trước mắt, chỉ sợ cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Cung cấp một ít tài liệu lịch sử, đổi lấy một vị đại sư giảng bài. Dù thế nào thì cuộc trao đổi rất đáng giá. Augustin vốn đã có ý định kết bạn với vị đại sư này, sau khi phép thuật ngày càng suy thoái thì địa vị của thành phố Leyna ngày càng trở nên bấp bênh. Đường Vũ ở trong khách sạn Hoàng gia Lena Na, nghe nói, tiền thân của Lê Na chính là một hoàng tộc của quốc gia nào đó. Tuy nhiên, lịch sử của thời kỳ đó không được xác minh rõ ràng. Hôm nay chính là năm thứ 866 theo lịch của thành phố Di Động. Chưa đến nghìn năm, xem ra lịch sử cũng không hề dài. Anh đang lật xem một ít sách Augustine sai người đưa tới. Đợi ngày mai anh đi đến thư viện hoàng gia của Lê Na. Dưới sự khống chế nguyên lực một quyển sách dày đang lơ lửng ở trước mặt anh, từng trang lật qua. Có lịch sử lây na, thảm họa và nguyên thạch, nguồn gốc phép thuật và căn bệnh nguyên thạch, con đường trở thành pháp sư, vân vân. Dần dần, đường vũ đã có được sự hiểu biết về lịch sử của thế giới này. Đột nhiên, anh đã hiểu ra một số điều mà anh cảm thấy kỳ lạ trước đây. Đinh Anh nhặt lên một viên đá có hình dạng elip và một tiếng nổ giòn vang lên. Phương thế giới này bởi vì sự ảnh hưởng nào đó nguyên thạch và nguyên tinh có độ tinh khiết cao tương tự nhau tuy nhiên nó không hề giống nhau bên trong nguyên thạch lại ẩn chứa một loại vật chất đặc thù có thể khiến cho người thức tỉnh ở thế giới này có thể mượn nguyên tinh để tu luyện và lĩnh hội phép thuật đúng thế phép thuật tạo nên của cư dân thế giới này không hề cao giống như những gì anh đã tưởng tượng phép thuật hoàn toàn dựa trên sự lĩnh ngộ chỉ có một số thiên tài mới có thể đem phép thuật mình tu luyện giác ngộ ra thông qua con đường tu luyện không chỉ thế Loại vật chất này còn làm cho người ở phương thế giới có tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Thức tỉnh đại viên mãn trước 30 tuổi ở chỗ khác đã là thiên tài, nhưng ở chỗ này lại được xem như một sinh viên xuất sắc. Tuy nhiên, Đường Vũ lắc đầu, chưa bao giờ có một chuyện nào hoàn hảo và tốt đẹp. Nguyên Thạch có thể để cho người thức tỉnh lĩnh ngộ phép thuật, cũng khiến cho việc tăng tốc độ tu luyện, nhưng nó cũng có tác dụng phụ. Thứ nhất, căn cơ bất ổn, Nguyên lực và thể lực đều yếu hơn so với những người thức tỉnh cùng cấp. Pháp sư và đao khách có kinh nghiệm phong phú nhưng sức chiến đấu chỉ có thể sánh ngang với những ma thú cùng cấp. Đây là cái giá phải trả của sự thăng cấp nhanh chóng. Ngược lại, nó cũng không phải là vấn đề lớn. Vấn đề thực sự ở chỗ này chính là những người thức tỉnh ở chỗ này có tuổi thọ rất ngắn. Vô cùng ngắn. Tuổi thọ trung bình của người thức tỉnh Na chỉ có 70 năm. Đây là số liệu thống kê sau khi loại bỏ những người thức tỉnh chết vì chiến đấu hay là thiên tai, vân vân. Bất kể là thức tỉnh sơ cấp, thức tỉnh cấp cao đều giống như thế. Khi bạn ở thức tỉnh cấp cao, bởi vì cảnh giới tăng lên, khiến cho tuổi thọ của bọn họ cũng không hề dài. Ngay cả siêu phàm cấp 1 cũng chỉ có tuổi thọ khoảng 200 tuổi mà thôi. Augustine, chủ tịch của Lena cũng là một ông già đã 160 tuổi rồi. Đồng thời, người của thế giới này cho rằng nguyên thạch luôn có virus. Thỉnh thoảng, có không ít người thức tỉnh chết vì dịch bệnh nguyên thạch bùng phát. Tuy nhiên, nguyên thạch mang lại lực lượng, ngay cả khi nó là thuốc độc cũng không có bao nhiêu người có thể kháng cự lại. Hèn chi, Lê Na mới chỉ có hơn 800 năm lịch sử. Đây là thành phố di động đầu tiên, về sau mới xây dựng, lịch sử càng ngắn. Bên phía Hát Nha thì mới chỉ có hơn 400 năm lịch sử không có đủ thời gian phát triển và tuổi thọ của những cường giả cũng có hạn. Đương nhiên, không có ai chịu đi nghiên cứu trung và trận pháp, giá trị cũng kém không thôi. Tuy nhiên, đường vũ đã nhìn thấy giá trị. Có tác dụng phụ. Tuổi thọ không đủ. Sau đó chỉ cần bù đắp là được. So với cái giá để tăng tốc độ tu luyện thì đó chẳng là cái gì cả. Đừng nhìn anh một năm liền đột phá siêu phàm cấp 1, 2 năm đột phá siêu phàm cấp 2, 3-4 năm liền trở thành siêu phàm cấp 3. Tuy nhiên, việc đó phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên gấp mấy chục nghìn lần so với những người thức tỉnh bình thường. Tuy nhiên, học sinh bình thường ở Lê Na chỉ cần hưởng thụ tài nguyên tu luyện trung cấp cũng có thể đạt tới giai đoạn thức tỉnh đại viên mãn trước 30 tuổi, 50 tuổi liền có thể đột phá siêu phàm. Sau 50 tuổi, bởi vì chức năng cơ thể suy giảm, muốn đột phá siêu phàm xác suất lại thấp hơn. Hiện tại vấn đề ở đây là, loại tăng tốc như vậy có giới hạn gì hay không? Chi phí để loại bỏ tác dụng phụ có cao không? Lena không hề có siêu phàm cấp 2, nhưng Đường Vũ cảm thấy với tính chất của thế giới cấp cao, sinh ra nhiều siêu phàm cấp 2 không hề khó, siêu phàm cấp 3 có thể xem như miễn cưỡng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.